Hội Karate Quốc tế San Francisco năm 1964. Hoan nghênh ngài Lý Tiểu Long đã từ võ quán Trần Tuyên. Hồng Kông một tháng trước. Diệp tiên sinh, kết quả cho thấy khối u này là ác tính, chứng tỏ đây là ung thư họng. Tuy hiện giờ là giai đoạn đầu, nhưng thuốc thông thường không khống chế được tốc độ xâm lấn của tế bào ung thư. Các bệnh viện hiện giờ đều có hóa trị liệu có thể khống chế tế bào ung thư. Ngài nên suy nghĩ xem. Tất nhiên điều quan trọng nhất là cai thuốc. Ngài không được hút nữa. Bộ phim Diệp Vấn phần 4 hồi kết do TV2.org thực hiện thuyết mình. Mã bộ phải đứng vững, xoay eo, đánh. Như thế đúng rồi. Làm 50 lần. Oh man, cậu làm gì vậy? Bình tĩnh lại nào. Tôi chỉ nói những điều mình nghĩ thôi. Các chú hiểu nó nói gì không? Chị yêu anh ơi. Ở đây chẳng có gì hay đâu. Bình tĩnh, chúng ta đều là đồng môn mà. Được rồi, nghe tôi nói đã. Tôi chẳng hiểu cậu nói gì. Bình tĩnh nào. Đi đi, nghe lời tôi nói. Chị bị thần kinh à? Biến đi. Muốn ăn đập, giờ biến đi có phải không? Biến đi, đừng có đẩy tôi. Tôi bảo cậu biến đi. Tôi bảo là đừng đẩy mà. Cậu tới để phá võ quán. Đánh đi. Sư phụ. Sư công, tốt quá. Gặp được người con mừng quá. Con tên Billy, đệ tử của Lý Tiểu Long. Con có thứ này đưa cho người. Sư phụ muốn người đến tham dự đại hội karate ở Mỹ vào tháng sau. Đây là vé máy bay sư phụ chuẩn bị cho người. Còn đây là sách sư phụ viết. Sư phụ muốn người đọc nó. Bruce. Tiểu Long. Nói thế nào? Sư phụ sống rất tốt. Sư phụ mở một võ quán ở Seattle và con tới từ võ quán mới mở ở San Francisco. Billy. Hãy bảo Tiểu Long. Maybe ta không có thời gian để đi. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn. Để nó cho sư công. Trả tao cái chuyện, đó là của tao. Không trả đấy, đừng có đánh nhau. Thầy ơi, Diệp Chính lại đánh nhau rồi. Thầy mau qua đây đi. Trả cho tao, đừng có đánh nữa. Thầy tới này. Diệp Chính, đừng đánh nữa. Diệp tiên sinh, đây là giấy thôi học của Diệp Chính.
Chúng tôi không thể để cho Diệp Chính học ở đây nữa. Thầy hiệu trưởng, cho Diệp Chính một cơ hội nữa có được không? Tôi đảm bảo cháu sẽ không phạm lỗi nữa. Thầy cho cháu một cơ hội nữa để được ở lại học tiếp. Đây không phải lần đầu em ấy đánh nhau. Lần trước đã cho em ấy một cơ hội cuối cùng rồi. Nếu em ấy đã hiếu động như thế, đưa đi du học có lẽ thích hợp hơn. Không có gì đáng ngại cả, là vết thương ngoài da thôi, nhưng lần sau phải chú ý hơn. Cảm ơn bác sĩ. Giờ cô y tá sẽ giúp em băng lại. Người nhà của em đâu? Bác sĩ. Diệp sư phụ. Lâu rồi không gặp. Cháu là Tiểu Minh, con của dì Sáu. Hồi trước có quán của ngài ở trên sân thượng nhà cháu mà. Thuyết Minh độc quyền bởi TV2. Sau đó vì cháu bướng quá, mẹ cho cháu sang Mỹ du học. Giờ mới quay lại, giờ làm việc tại bệnh viện này. Một mình ra nước ngoài sinh sống, cháu thật độc lập, cũng không có gì. Diệp sư phụ, A Chính không có việc gì đâu, cứ yên tâm. Gặp lại ngài sau, cảm ơn cậu nhé. A Chính, mở cửa đi. Diệp sư phụ, bà béo à? Mời vào. Có việc gì không? Nước Mỹ xa xôi, sao bảo đi là đi luôn vậy? Tôi đến San Francisco tìm trường học cho A Chính. Tốt quá. Gần đây chú Tám cũng cho con trai đi du học. Học xong về nước làm việc, cuộc sống sẽ tốt hơn. Mời ngồi. Vâng. Làm cốc trà nhé. Được khách sáo. A Chính. Chào bác đi. Nó gật đầu chào tôi rồi. Uống đi. Cảm ơn. Ba béo. Những ngày tôi không có ở nhà, khiến anh qua thăm nom A Chính. Tiền gì đâu. Khi tôi mà đến đấy, tôi sẽ gọi điện về lúc 10 giờ tối bên này mỗi ngày. Được. Không cần gọi về đâu. Con không nghe điện thoại của bố đâu. Yên tâm đi. Tôi sẽ ở đây đúng giờ để bà nó nghe điện. Phải rồi, anh cũng đừng có nhân từ quá. Chiều quá nó hư rồi. Không đâu, phải vậy mà. Cho nên tôi muốn cho nó đi, để nó tự trải nghiệm cuộc sống độc lập. Cũng đúng. Con sẽ không đi đâu. Nếu bố thích thì đi một mình đi. Muốn nói gì con ra đây nói có được không? Con nhất định không đi đâu cả. Bố ép con cũng chả có ích gì đâu. Con nói với bố bao nhiêu lần rồi, còn bố không thích đi học. Bố học cũng không học được. Không học thì con định làm gì? Con có thể dạy võ. Con thích đánh võ. Ai cho con dạy? Sao không để con dạy võ? Có phải bố cũng dạy võ sao? Hay là muốn nói với đám đồ đệ kia, sao học võ không có ích gì? Đủ rồi, nếu mà không ai học thì chỉ có cặp đất thôi. Nói một đằng, làm một nẻo. Bố toàn cho rằng điều con làm là sai. Người khác cướp chuyện của con là con sai. Nó không cướp được cũng là con sai. Con muốn học võ cũng là con sai. Đủ rồi, bố lúc nào cũng đúng, con lúc nào cũng sai. Bố chưa bao giờ ủng hộ con cả. Nếu mà con sống, mẹ cha cháu sẽ ủng hộ. Không cãi nữa. Ra ngoài, đi ra. Ra ngoài mau, đi ra. Nó vẫn là trẻ con, từ từ mà dạy. Đừng tức giận như vậy. Ba bé, làm phiền anh rồi. Nào, ngồi đi. Thưa quý khách, chúng ta sắp đến sân bay San Francisco. Hiện tại là 11:45 sáng.
San Francisco. Anh Vấn. Anh Vấn, 3 năm rồi không gặp. Vâng, ngồi máy bay lâu như vậy chắc mệt lắm. Vẫn ổn, xe của tôi đỗ bên ngoài. Đi thôi, để tôi xách giúp anh. Cảm ơn, đi thôi. Tính ra cũng 7-8 năm rồi ta chưa gặp nhau. Phải 7-8 năm rồi. Anh cô này, sao lại tới Mỹ? Không phải đâu. Tòa báo cử tôi đến làm phiên bản Bắc Mỹ. Tới đây người Hoa càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đưa con cái tới đây học. Giờ A Chính qua đây là đúng lúc đấy. Không biết thư giới thiệu nhập học Tổng hội Trung Hoa đã soạn xong chưa? À, tôi liên hệ xong rồi. Nhưng hội trưởng Vạn nói muốn gặp anh trước, nên khi đến phố người Hoa, chúng ta vào Tổng hội Trung Hoa trước. Hội trưởng Vạn ở nơi này lâu chưa? Mấy đời nhà hội trưởng Vạn đều sống ở đây. Ông nội của ông ấy là người Hoa, tới đây hồi cơn sốt đào vàng, nên hội trưởng Vạn rất chăm lo cho người Hoa ở nơi này. Vào thôi. Chú Quý. Chú Quý. Chào chú. Chào Lương tiên sinh. Để cháu giới thiệu, cái này là Diệp sư phụ. Chào chú Quý. Hân hạnh quá. Hội trưởng Vạn đến chưa? Diệp sư phụ. Đến rồi. Là sư phụ. Lâu lắm rồi mới gặp. Ông không nhìn nhầm đâu. Là tôi đây. Anh cũng tới đây à? Tôi sang đây với người nhà mấy năm rồi. Đúng rồi. Lần này anh tới có phải cũng định di dân qua đây không? Là sư phụ, anh vẫn không muốn di dân. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Được. Xin mời. Mời. Mời anh. Xin mời. Các vị sư phụ, để tôi giới thiệu. Bên này là Diệp Vấn sư phụ. Xin chào các vị sư phụ. Ngồi xuống đã rồi nói chuyện. Ngồi đi. Để tôi giới thiệu. Các vị đang ngồi đây đều là sư phụ của phố người Hoa. Lưu sư phụ, Thái Lý Phật, Trần sư phụ, Phái Ưng Chảo, Hàn sư phụ, Phái Bạch Hạc, Triệu sư phụ, Thất Tinh Đường Lang, Tưởng sư phụ, Hình Ý Môn, Lô sư phụ, Bác Quái Trưởng, Đàm sư phụ, Đàm Gia Khoái. Tôi thì không cần giới thiệu vì anh đã quen rồi, chúng ta đều là bạn cũ rồi. Vị cuối cùng này là Vạn sư phụ, Phái Thái Cực Quyền, Hội trưởng Tổng hội Trung Hoa. Hội trưởng Vạn, lần này thật sự cảm tạ ông vô cùng. Diệp sư phụ, đừng cảm ơn tôi vội. Nghe danh anh đã lâu. Anh đã tới đây thật đúng lúc. Tôi có việc muốn nhờ Diệp sư phụ giúp đỡ. Điều gì vậy? Phố người Hoa chúng tôi tại San Francisco trước giờ có một quy định, đó là tất cả võ quán không dạy võ thuật cho người Tây. Lý Tiểu Long, đồ đệ của anh, không chỉ dạy võ cho người Tây mà còn viết một cuốn sách dùng tiếng Anh giải thích võ thuật Trung Hoa. Diệp sư phụ đã đến đây rồi thì hãy giúp chúng tôi giải quyết xong vấn đề này trước. Một mình cậu ta có thể đại diện cho võ thuật toàn Trung Hoa không? Đồ đệ của anh thái độ quá kiêu ngạo. Cậu ta còn nói muốn đến tham dự đại hội karate. Đây rõ ràng là đối địch với chúng tôi. Rõ ràng đối địch với chúng tôi. Đúng vậy đấy. Tôi xem qua quyển sách này rồi. Sách rất hay. Thật ra dạy võ cho người Tây có vấn đề gì đâu.
Diệp sư phụ, đã từng nghe câu chuyện về Đông Quách tiên sinh chưa? Một con sói bị thợ săn vây bắt, gặp được Đông Quách tiên sinh, kết quả là được Đông Quách tiên sinh cứu, rồi cho vào trong túi của mình. Sau khi thợ săn đi khỏi, việc đầu tiên con sói này làm khi ra, đó là ăn thịt Đông Quách tiên sinh. Thứ xúc sinh chỉ biết vong ân phụ nghĩa. Phải rồi, ở Quảng Đông các ngài có một câu như thế nào nhỉ? Ăn cháo đá bát. Kể thực đâu cũng nghiêm trọng như vậy. Diệp sư phụ, anh là người khách tha phương, không sinh sống ở đây, anh không hiểu đâu. Thế này đi, hãy uống cốc trà này. Giờ chúng ta sẽ là người nhà. Thư tôi sẽ viết giúp anh. Thưa các vị sư phụ, cùng vạn sư phụ, vạn hội trưởng, tôi nghĩ mọi người đã hiểu nhầm Tiểu Long. Thật ra Tiểu Long chỉ muốn phát huy võ học của Trung Quốc chúng ta. Tôi cho đó là một việc tốt. Thích ngược dòng để tạo danh tiếng. Xem ra đúng là thầy nào trò nấy. Đại diện cho võ thuật Trung Hoa, sư đồ các người có bản lĩnh này không? Dừng đi. Làm phiền mọi người rồi. Xin lỗi. Xin lỗi các vị. Xin lỗi vạn hội trưởng. Cảm ơn nhé, anh Vấn. Từ nãy thật sự xin lỗi anh, không ngờ lại thành ra như vậy. Chuyện không liên quan tới anh. Anh Côn, đến trường xin học có bắt buộc cần thư giới thiệu không? Bắt buộc. Chúng ta đều từ nơi khác đến. Trường học ở đây chỉ chấp thuận người có danh vọng trong vùng, cho nên nhất định phải có thư giới thiệu mới được. Yên tâm, tôi cũng quen một vài người bạn ngoại quốc, có lẽ sẽ giúp viết thư được. Tốt quá, tôi không làm phiền nữa. Anh đi nghỉ đi, để tôi tiện anh. Đi cẩn thận nhé. Chào anh Vấn. Làm phiền anh rồi. Xin chào. Bạn muốn gọi đi đâu? Hồng Kông. 842-639. Vâng, xin đợi một chút. Alo, alo, Diệp sư phụ, ba béo đây. Nghe thấy rồi, sếp ba, nghe rõ lắm. Vậy sao? Chỗ anh như thế nào rồi? Nghe người ta nói bên đấy không khí trong lành, đất đai rộng lớn, lớn đến nỗi không thấy tòa nhà đối diện, nhìn thấy rõ lắm. À phải rồi, A Chính đang làm gì vậy? Phiền anh, bà đang nghe điện với. A Chính, lại nghe điện thoại. Mau ra nghe điện thoại đi. Gọi đường dài đắt lắm đấy. Này, nó không chịu nghe điện thoại. Anh đừng giận, tuổi trẻ mà, ngỗ nghịch. Nói chuyện quan trọng đã nhé. Vợ tôi nghe người ta nói có mấy loại thuốc. Hồng Kông không có, nhưng bên đây có. Anh mua giúp tôi một ít, không khi cần, có được không? Không vấn đề gì. Thế anh lấy bút ghi lại đi. Tên thuốc tiếng Anh, tôi đọc chậm chậm, anh ghi lại nhé. Thuốc đầu tiên là L-I-U-Q
ai đi. Bố à, sao tới muộn nữa vậy? Hôm nay mệt lắm. Vừa nãy em mới làm xong bài tập, phụ ở nhà một lúc mới tới đây. Tập cổ vũ không thấy mệt, mà hãy tập võ là con lại mệt à? Tập cái mình thích thì không mệt. Con nói gì cơ? Không có gì ạ. Tập nào? Lâu tất ảo bộ. Dã mã phân tung. Thấp vai, phong khuỷu, ôm tròn. Nhìn xem con luyện cái gì thế hả? Tập như thế này, làm sao tham dự đêm hội trung thu đây? Biểu diễn như thế nào hả? Chúa ơi, cái này nhàm chán quá. Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc ở nhà phải nói tiếng Trung. Chào ngài Gray, hôm nay ngài thế nào? Tôi tưởng mình sẽ gặp sếp của cậu. Thật ra không phải sếp cử tôi tới. Tôi có chút việc nhờ ngài giúp đỡ. Được, tôi có thể giúp gì cho cậu? Đây là Diệp Vân, bạn của tôi. Ngài có khỏe không? Anh ấy đã tìm trường cho con học ở Mỹ. Nên có lẽ ngài giúp được anh ấy bằng việc viết một bức thư giới thiệu. Cậu nói chuyện với tôi một chút có được không? Cậu Lương này, hiện giờ rất nhiều người đều muốn tới đây để có cuộc sống tốt hơn. Cậu được như thế này là do may mắn, và cậu thành công vì đã chọn đúng ông chủ. Nhưng người bạn của cậu đây, anh ta là bậc thầy về võ thuật Trung Hoa. Nghe này, tôi không biết rõ về cậu lắm, và càng không biết gì về anh ta. Làm sao tôi biết được anh ta không phải tù trốn trại như những người di dân phạm pháp khác mà bị trục xuất khỏi phố người Hoa mỗi ngày? Tôi nghĩ ngài đang có định kiến. Không phải tất cả người Hoa đều là tội phạm đâu. Ngài Quai, ngài này, con trai. Lý do duy nhất để cậu có thể đứng trên đất nhà tôi và lãng phí thời gian quý báu của tôi là bởi vì ông chủ của cậu. Tôi làm việc này vì bạn tôi, không phải cậu, hiểu chứ? Anh Vấn, xin lỗi nhé. Không sao cả. Luôn có cách khác mà. Đánh đẹp lắm, rất đẹp. Tôi thích cú đá đó. Phải, cú đá thật điên rồ. Trận đấu được sắp đặt trước, qua chân múa tay thôi. Lừa đảo. Chúc ngon miệng. Chúc mừng con, Tiểu Long. Biểu diễn tối nay vô cùng đặc sắc. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn con đã mời thầy tới Mỹ. Thầy đừng khách sáo. Thật ra việc thầy tới Mỹ lần này là để giúp A Chính xem có thể tìm được trường đại học không. Con cũng biết xin nhập học cần có thư giới thiệu. Thầy nói như vậy nghĩa là đám người Tổng hội Trung Hoa không giúp người viết thư.
Con có một đồ đệ là luật sư. Có lẽ cô ta có thể giúp được thầy. Thầy cứ yên tâm. Thầy nhờ con vậy. Sư phụ, lại đây. Đồ đệ của con cả đấy. Sư công, hát bà, ngồi xuống đây. Xin chào, thật là tuyệt. Sư phụ, cô ta tên Hartman. Cô ta là sĩ quan trong quân đội, uy phong lắm. Hartman thích võ công Trung Quốc lắm. Cô ta thường nói là muốn phổ biến võ thuật Trung Quốc vào trong quân đội. Ở Mỹ, đại đa số đều chưa tiếp xúc với võ học Trung Quốc. Sau khi học Vịnh Xuân, cô phát hiện ra thuyết công thủ theo đường thẳng có hiệu quả thực chiến cao, cô mới giới thiệu cho cấp trên biết. Sư công, người thấy thế nào? Việc tốt mà. Chào anh võ kung phu. Ta đã thấy mày ở giải đấu tối nay. Thứ võ của mày thật nhảm nhí. Ta chẳng coi ra gì. Mày muốn sao? Anh muốn thử không? Hartman, ra ngoài giải quyết. Ta sẽ dạy cho mày một bài học. Và cả mày nữa. Sư phụ, chuyện như cầm bữa thôi. Con quay lại ngay. Này, trai. Cánh cửa không đánh trả đâu. Nhưng tao thì có.
Sư phụ, cậu luật sư đồ đệ của con đã viết xong thư giới thiệu, chắc không vấn đề gì đâu. Cô có khỏe không? Xin chào, anh khỏe không? Tôi khỏe. Tôi có cuộc hẹn với hiệu trưởng. Anh là Diệp Vấn phải không? Vâng. Anh có đủ giấy tờ cần thiết chưa? Đủ rồi ạ. Được, hãy đi theo tôi. Mọi người rõ cả mình chưa? Độc quyền bởi TV2.org. Ai chưa rõ thì nói cho thầy biết. Spencer, em hãy nói đi. Hôm nay hiệu trưởng rất bận, bái đang họp, nên anh không phiền đợi một chút chứ? Vâng, không vấn đề gì. Được. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Làm tốt lắm các em. Được rồi, cuộc thi kết thúc và cô đã quyết định. Nhã Nam, em sẽ là tân đội trưởng đội cổ vũ của buổi thi đấu trên sân khách vào giữa học kỳ này. Làm tốt lắm. Bạn ấy không xứng đáng. Bạn ấy tự ý thay đổi bước nhảy. Bạn ấy ăn gian. Bạn ấy nên bị loại. Được rồi, cô chưa từng nói là không được thay đổi bước nhảy. Và cô không có định bước nhảy nên cô hoan nghênh mọi ý tưởng. Bài nhảy của Nhã Nam rất đặc sắc. Em ấy cũng rất tuyệt. Chúng ta lại có mục tiêu chung. Vì sao ta không thử cùng nhau cố gắng? Làm tốt lắm. Ban học. Anh Vân, xin lỗi vì để anh đợi. Không sao, tôi bận dự cuộc họp quan trọng. Không sao cả. Mời anh vào. Người viết bức thư này là luật sư của anh à? Thật ra cậu ấy là học trò của học trò tôi. Vậy anh là giáo viên phải không? Tôi là một người thầy. Tôi dạy võ công Trung Quốc, võ thuật Trung Quốc. Hay dáng thể dục à? Nàn ná như vậy. Như anh đã biết thì đây là một trường tư thục nổi tiếng. Tôi có thể coi bức thư này như một lời giới thiệu, nhưng anh cần phải có sự giới thiệu từ Tổng hội Trung Hoa, vì họ là người đảm bảo cho việc không nợ tiền học. Tuy nhiên, tôi hiểu. Nếu có thể đóng góp cho trường 10.000 đô để trở thành người trong ban giám đốc tài trợ, thì chúng tôi có thể miễn thư giới thiệu và nhận con anh vào ngay. Vừa nhắc con quỷ đó xong. Này, con khốn! Con kịch xem rồi. Mày nghĩ mày nhảy đẹp à? Mày trông như con khỉ vàng ấy. Và tao không nghe theo mày đâu. Ở Mỹ, lại như mày chỉ phục tùng thôi. Không được chỉ đạo đâu. Tao muốn gì? Để tôi yên. Nếu mày không vừa ý, thì quay về châu Á đi. Đây là đất của chúng tao nhiều thế hệ rồi. Và mày muốn gì ở chúng tao chứ? Tao đã biết tại sao họ gọi cậu là đồ tóc vàng ngu ngốc. Mỹ là nước di dân. Người da đỏ mới là người Mỹ đích thực.
Tổ tiên các cậu cướp đất của họ, đổ da trắng. Mày phải gọi tao là gì cậu? Là nó đấy. Tóm lấy nó. Tao đốt mày ở lại đội cổ vũ đấy. Mày nghĩ mày để tóc dài là mày có thể như tao à? Đừng hòng trở thành tao. Mày quay lại đây ngay. Quay lại mau. Mày chạy đâu thế? Bắt được nó rồi. Tao sẽ cắt trụi tóc mày vì đầu mày đầy giận. Bắt lấy nó, đón cô lại. Đừng có nhúc vào, ông già. Lão cũng muốn thử hả? Dừng lại. Đừng. Đừng. Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Chúng tôi xin lỗi. Giờ khỏi đây thôi. Chào tên Nhã Nam. Tên chú là gì vậy? Gọi chú là chú Diệp đi. Chú Diệp, chú cầm giúp cháu cái này. Chú Diệp nhìn thấy sao hộ cháu, xem có chỗ nào không đều thì chú cắt hộ cháu. Xong rồi. Cảm ơn chú. À đúng rồi, chú Diệp, lúc nãy cháu thấy tay chú bị cửa kẹp, chú không sao chứ? Không sao, để cháu xem nào. Không sao mà. Tí về nhà cháu mượn rượu xoa bóp, hiệu nghiệm lắm. Thế chuyện hôm nay ở trường có xảy ra thường xuyên không? Đây không phải lần đầu, nhưng cháu không sợ bọn nó. Người nhà cháu không biết à? Biết chứ. Nhưng bố thường xuyên bảo cháu nhẫn nhịn, ông ấy dữ lắm. À mà chú Diệp tới trường cháu làm gì vậy? Chú tới xin nhập học cho con trai chú. Thế chắc chú gặp bố cháu rồi. Ông ấy là vạn hội trưởng của Tổng hội Trung Hoa. Chú từng gặp bố cháu rồi. Thế chắc là ông giúp chú viết thư rồi. À đúng rồi, chú Diệp, con trai chú khi nào nhập học vậy? Sau khi vào học chắc là chưa quen. Cháu có thể giúp bạn ấy. Thật ra bố cháu không biết thư giúp chú. Tại sao vậy? Chú có phải người ngoại quốc đâu. Không lẽ bố cháu có định kiến với người ngoại quốc à? Đúng vậy. Bố cháu thường bảo người ngoại quốc đối xử tệ với người Hoa chúng ta. Họ chỉ biết kỳ thị và ức hiếp chúng ta. Bố nói không còn trẻ sang đây cùng ông nội thì nơi đây đã thế này rồi. Người Hoa chúng ta ở nơi này luôn bị đối xử bất công. Nên bố thành lập Tổng hội Trung Hoa chính là để bảo vệ người Hoa chúng ta. Con gái, xảy ra chuyện gì vậy? Ôi lạy Chúa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Con bé người Trung Quốc, em muốn anh về nhà ngay.
Becky bị đánh. Em ước anh không đi công tác xa. Mẹ con em cần anh. Về nhà ngay, được chứ? Bố à, đây là chú dẹp bạn của con. Bố thường bảo người Hoa phải tương trợ lẫn nhau, cho nên bố viết thư giới thiệu giúp chú ấy đi. Còn lại đây. Lại đánh nhau à? Không có. Nhã Nam, con biết bố ghét nhất là kẻ nói dối. Bố hỏi lại con lần nữa, con đánh nhau phải không? Không. Này, mà nó đố kỵ với con vì con làm đội trưởng, mà nó cắt tóc con, còn gọi người đến đánh con. Con phải nhịn sao đây? Bố muốn con nhẫn nhục, thế con tập võ để làm gì? Con im mồm. Phạm sư phụ, con cái ông bị người ta ức hiếp, con bé tự vệ không có gì sai. Diệp sư phụ, vẫn câu nói đó, anh không sống ở đây nên ông không hiểu đâu. Để tôi nói cho anh biết, chúng tôi sống ở đây, nơi đây là nhà. Đám người ngoại quốc này lúc nào cũng muốn đuổi chúng tôi đi, thậm chí muốn đuổi cả phố người Hoa đi. Anh đã hiểu chưa? Ông từng thử ra khỏi phố người Hoa, trực tiếp đối thoại với họ để có được sự thay đổi chưa? Anh đang dạy tôi sao? Nhã Nam, cháu cũng có thể thay đổi. Diệp Vấn, nếu muốn lấy thư, đừng thông qua con gái tôi. Hãy dựa vào bản lĩnh thật sự của anh mà đánh thắng tôi. Sao vậy ý? Bị thương từ trước à?
Con không sao, bố à. Nhã Nam, Nhã Nam, Nhã Nam. Bố à, con ở đây. Con không sao. Diệp Vấn, xem ra chúng ta phải phân thắng bại vào đêm hội trung thu rồi. Thật ra phần thắng bại thật sự quan trọng thế sao? Liệu chúng ta có nên dùng võ thuật Trung Quốc để thay đổi định kiến của người ngoại quốc với người Hoa chúng ta không? Tôi đưa con gái của ông về là muốn bảo vệ cô bé, chứ không phải đến lấy thư. Bố luôn cho rằng điều con làm là sai. Bố lúc nào cũng đúng, con lúc nào cũng sai. Bố chưa bao giờ ủng hộ con cả. Nếu mẹ còn sống chắc chắn sẽ ủng hộ con. Alo, điện thoại đường giải Mỹ. À đúng, bên này trả tiền. Cảm ơn. Vâng. Alo, sếp sư phụ. Sếp bà. À Chính đâu? Nó vừa xuống tầng mua đồ ăn đêm rồi. À phải rồi, việc anh làm đến đâu rồi? Hay lại không? Có chút vấn đề. Có lẽ phải mấy hôm nữa tôi mới về. Mấy hôm nữa về cũng tốt. Thế chúc anh thuận lợi bình an trở về. Vâng, làm phiền anh rồi. Tạm biệt. Được, tạm biệt. Căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ. Động tác nhanh lên. Các cậu là chiến binh. Các cậu là những cỗ máy chém giết. Ra dáng đàn ông đi. Đánh mạnh lên. Phải xứng với huy chương. Tôi có lè mè nữa. Bao lên. Chứng minh cho tôi thấy. Nhanh lên. Đánh đi. Thầy ơi, em xin hàng. Cậu vừa nói cái gì? Có phải tôi vừa nghe thấy cậu nói xin hàng không? Có phải không? Cậu biết châm ngôn của ta là gì không? Tân binh, ra trận giết địch, sẵn sàng hy sinh. Cậu có hiểu ý nghĩa của những từ đó không? Đau lắm, thưa sếp. Đau lắm phải không? Vậy cơn đau là vấn đề. Gần đây trong doanh trại có tin đồn nói rằng tôi phân biệt chủng tộc. Tôi không phân biệt chủng tộc. Tôi không ghét cậu vì màu da của cậu. Tôi ghét cậu vì cậu là thằng hèm da màu. Cút ra cho tôi. Jason, đến lượt cậu. Sĩ quan Hartman, cậu có thể giải thích cho tôi thiết bị này là gì không? Đây là hình nộm Vịnh Xuân, dụng cụ tập luyện công phu, giống như bao cát nhưng dành cho võ Trung Hoa.
Để tôi hỏi cậu câu này. Cậu bị đập đầu khi rơi khỏi giường sáng nay đúng không? Cậu nghĩ mình đang ở chỗ quái nào? Nơi này có giống viện bảo tàng để bảo tồn thứ đồ cổ Trung Quốc của cậu không? Vịnh Xuân coi trọng ứng biến và phản ứng giống như thủy quân lục chiến. Tôi đã luyện tập trong nhiều tháng và thấy có thể ứng dụng trong thực chiến. Tôi chắc chắn tập luyện Vịnh Xuân sẽ có ích cho quân đội chúng ta trên chiến trường. Cậu chắc chắn phải không? Vậy thứ cung phu nhảm nhí này có thể giúp ta giết để... Cậu định nói thế đúng không? Rõ ràng đấy, sĩ quan. Cậu đúng là thiên tài. Đem cái thứ này ra khỏi doanh trại của tôi mau. Sếp không biết gì về võ công Trung Quốc. Nghe lệnh. Thôi được rồi, sĩ quan Hartman. Tôi sẽ để cậu chứng minh lời nói của mình. Nếu cậu có thể đánh bại Colin trong một trận đấu công bằng thì tôi sẽ xem xét cho phép bạn gái người gỗ của cậu ở lại doanh trại. Thế đã rõ chưa? Đập nó ra bã đi, có đi. Xuất sắc, đánh đẹp lắm. Mọi người thấy chưa? Đây chính là karate. Võ công Trung Quốc của cậu chỉ để gấp quần áo thôi. Nó không thuộc về doanh trại của tôi. Bây giờ, vì sự ngu ngốc của sĩ quan, hôm nay tất cả người Trung Quốc chạy thêm 30 vòng và bản thân cậu sĩ quan sẽ chạy thêm tiếp 30 vòng nữa. Rõ chưa? Tốt lắm. Tiếp tục tập luyện. Một, hai, ba, bốn. Cháu có tin tốt báo cho chú Diệp đây. Diệp và Nhã Nam. Cháu giả mạo chữ ký đấy à? Chú yên tâm, cháu ký giống hệt bố cháu. Chắc chắn không ai phát hiện ra đâu. Thật không thể hiểu nổi bọn trẻ các cháu bây giờ làm mà không nghĩ đến hậu quả. Này, chú làm gì thế? Cháu tốn bao nhiêu công sức đấy? Cháu có nghĩ mình làm như vậy bố cháu sẽ không vui không? Cháu mặc kệ, dù sao bố cháu cũng đã quan tâm cháu vui hay buồn. Sao cháu lại nói vậy? Chú thấy bố rất quan tâm đến cháu. Bố quan tâm đến bản thân thôi. Lúc nào cũng bắt cháu tập võ, rồi còn đi biểu diễn tại đêm hội Trung Thu. Là bố cháu thích, chứ có phải cháu đâu. Nếu cháu không thích thái cực quyền thì nói với bố đi. Nói rồi, mà bố cháu có nghe đâu. Trong mắt bố, cháu làm gì cũng sai. Người khác bắt nạt cháu, cháu đánh lại là cháu sai. Cháu thích đội cổ vũ, cháu thích nhảy cũng là cháu sai. Cháu làm gì cũng sai, bố vốn không ủng hộ cháu. Cháu không tin người bố nào cũng vậy. Ít nhất thì chú Diệp không phải như vậy.
Cái đội cổ vũ kia có phải là mơ ước của cháu không? Cũng không hẳn. Là cháu thích nhảy nên nhảy thôi. Chú Diệp, chú giỏi võ vậy cũng vì chú thích võ thuật phải không? Chỉ bằng đêm hội trung thu, cháu hãy nhảy cổ vũ đi. Đúng thế. Sao cháu không nghĩ ra chứ? Ý này hay đấy. Chú Diệp tới xem cháu biểu diễn chứ. Được. Tốt. Đi học đi. Vâng. Chào chú. Cuối cùng anh cũng trở về. Cảm ơn nhé, Andrew. Anh tới Washington rồi Gabriel. Anh đã về sớm nhất có thể. Becky sao rồi? Nó sẽ bị hủy dung nha bởi một con bé ở Trung Hoa ở trường. Em không hiểu sao nhà trường lại cho người Hoa vào học. Anh định sẽ thế nào? Cục di chú định xử lý bọn mọi người Hoa này thế nào? Xử lý chúng đi. Gửi chúng về nhà. Becky, con gái, là ai là? Bạn Nhã Nam. She's the daughter of the chairman of the Chinese. Nó là con gái của hội trưởng hiệp hội từ thiện Trung Hoa. Nó nói như vậy. Phố người Hoa. Bố sẽ xử lý vụ này. Ấn tượng lắm. Vậy ra đây là võ công Trung Quốc. Vâng thưa sếp. Nó thật lợi hại, thật sự rất lợi hại. Cảm ơn ngài. Cơ sở tay này có giới thiệu giản lược. Và đây là bản dịch mà tôi đã chuẩn bị. Thật ra thưa ngài, có một sự kiện võ thuật diễn ra ở phố người Hoa trong lễ trung thu. Nếu ngài cho phép, tôi muốn quay phim lại rồi nghiên cứu, để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn. Phố người Hoa à? Vâng thưa ngài, tôi phải chuẩn. Đừng để lãng phí thời gian của tôi. Chắc chắn rồi, thưa sếp. Được. Vào đi. Chào sếp. Xin tha lỗi vì vị sĩ quan này đã làm phiền ngài. Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Làm việc của lính hải quân lục chiến. Đủ rồi. Chúng ta hãy xem có thể đưa võ công Trung Quốc vào trong luyện tập đấu tay đôi không? Sĩ quan Hartman sẽ đến phố người Hoa để nghiên cứu. Tôi muốn cậu cũng bắt đầu học hỏi từ quyển sổ tay này. Đây, cầm đi. Không có chuyện gì nữa. Chào sếp. Chú ý thần dưới, tân binh. Đánh mạnh lên, please. Thầy hướng dẫn. Lại đây tôi bảo. Cúi chào. Chủ sĩ, anh biết tôi luôn tin rằng karate là môn võ tay đôi mạnh nhất, chắc chắn vậy. Nhưng cậu biết thằng khốn Hà mà đâm sau lưng đó đã làm gì không? Nói đi. Hắn đã thuyết phục chỉ huy của ta rằng thứ công phu nhảm nhí đó có hiệu quả hơn huấn luyện karate của ta. Tôi cần anh sửa chữa lại điều đó, Collie, để tôi cho đám người đó thấy sự lợi hại của karate thực chiến. Tôi sẽ cho bọn công phu lừa đảo đó tắt điện. Tốt lắm. Chào trung sĩ. Tiếp tục nào. Bắt đầu. Hay lắm.
cho công. Chú Diệp, chị đến muộn. Cha để dành chỗ cho chú ở bên cạnh những chỗ sư phụ kia. Không cần đâu, chú đứng đây được rồi. Chú qua đi, bên đó đẹp hơn. Thôi, cháu quay về. Chuẩn bị lên biểu diễn đi nhé. Con về đi. Con ạ, cháu đi đây. Chú Quý, cháu mặc bộ này lên sân khấu à? Không. Thầy bố cháu đâu? Cháu không đi cùng bố à? Không ạ, cháu đến từ sớm mà không thấy bố. Và lại bố cháu tới muộn. Kính gửi Diệp sư phụ. Ông Vạn Tông Hòa. Chúng tôi là kim được thuyết minh độc quyền bởi TV2.org. Chúng tôi muốn đưa ông về thẩm vấn về việc người di trú bất hợp pháp ở phố Người Hòa. Đồ đệ của tôi được đấy chứ. Ai đã đám người ngoại quốc tới diễn vậy? Đâu có. Làm cái gì vậy? Ai mời vậy? Xuống đi, xuống. Tò gàn thật, dám tới phố Người Hòa gây rối. Này, người Trung Quốc, các người có thể đập vỡ chỗ gạch này bằng công phu không? Đồ hèn. Xuống đi. Để chưa đi tìm bố cháu. Tôi tên là Colin Freiter, đại đen karate Kyokuten tứ đẳng. Tôi đến đây để cho lũ cốt da vàng các người thấy được lợi hại của thực chiến. Hãy đấu với tôi bằng cái thứ võ múa may đó đi. Các người dám không? Nói gì thế hả? Xuống đi. Lẽ nào lại vậy? Để tôi xuống đánh với cậu. Chú Quý, hội trưởng Vạn xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì là sao? Vừa nãy tôi thấy hội trưởng Vạn bị đám người cùng di trú giải lên xe đưa đi rồi. Đánh cho nhanh đi. Ông phải biết là tôi không nương tay đâu. Cậu ép ta giết cậu phải không? Ra tay đi, thì ta cũng không nương tay đâu. Là sư phụ. Lẽ nào lại vậy? Xả đấu nhỏ thế? Mau dìu ta. Ai tiếp theo? Phải tay khốn kiếp để tôi. Cố lên. Triệu sư phụ, không sao chứ?
Tôi đánh không thương tiếc đâu, thưa cô. Không cần nương tay. Lo cho bản thân mình đi. Tưởng sư phụ. Đủ rồi đấy. Diệp sư phụ đánh hay lắm. Diệp sư phụ, Diệp sư phụ. Chú Diệp, cố lên. Chứ giỏi nhất. Nhã Nam, Nhã Nam. Không ổn rồi. Nhà sĩ ba nói bố cháu bị người của phục dịch chúng đưa đi rồi. Lên xe tục. Đi nào. Cục di trú Mỹ. Chúng tôi điều tra lại vụ việc liên quan đến Tổng hội. Chúng tôi nghi ngờ những người Trung Quốc này ngụy tạo thân phận và ông đã giúp họ bằng cách viết những thư giới thiệu giả mạo. Cho nên ông là đồng phạm của những người di dân phi pháp này. Đã bị hãm hại. Ông biết không? Tôi sẽ bắt tất cả mọi người ở Tổng hội trong tối nay. Ông và Tổng hội của mình sẽ biến mất. Mãi mãi. Bệnh viện Hải quân Lục chiến Mỹ. Anh ấy bị gãy xương sườn, nhưng sẽ ổn thôi. Bọn chúng có cái quái gì? Tôi sẽ xử lý chúng theo cách của mình. Đêm hội trung thu đã kết thúc. Những người Trung Quốc đó chắc chắn đã về Tổng hội. 30 phút nữa đến Tổng hội. Bắt tất cả mọi người. Gọi cho vợ đi anh em. Chúng ta làm khuya. Chúng ta đến phố người Hoa và bắt tất cả người Trung Quốc ở Tổng hội. Lần hành động này không hợp lý, thưa sếp. Im mồm đi, nhiều chuyện. Làm theo lệnh.
Anh Vân. Thứ lỗi, có ai ở đây không? Tôi cần giúp đỡ. Chuyện gì? Để tôi xem. Quá sẽ làm việc rồi, không được ở đây. Bố tôi là Vạn Tông Hoa bị bắt nhầm. Tôi cần gặp ông ấy ngay. Billy, tôi không cho cô vào được. Sư công. Billy, giúp chúng ta có được không? Con ước mình có thể. Bố của bé, ngài Vạn Tông Hoa. Đã xảy ra chuyện gì? Con cũng không biết. Nhưng hãy nghe lời khuyên của con. Tối nay, tránh xa khỏi Tổng hội. Tối nay, đừng có đến đó. Được chứ? Vì chúng con sẽ khám xét nơi đó tối nay. Con phải đi đây. Nhưng nhớ đừng đến đấy. Các vị sư phụ, rốt cuộc ai kéo đám karate đó tới đây? Vô duyên vô cớ gây sự. Tôi thấy chắc chắn là họa do Lý Tiểu Long gây ra rồi liên lụy đến chúng ta. Chưa làm rõ thì đừng có nói bừa. Cũng nhờ sư phụ cậu ấy giúp. Alo, là sư phụ. Mọi người lập tức rời khỏi Tổng hội Trung Hoa ngay. Cục di trú sắp đến bắt người đấy. Ai vậy? Là anh phải không? Anh nói gì vậy hả? Làm gì thế? Xảy ra chuyện rồi. Chỉ thế thôi à? Đây là võ Trung Quốc của các người sao? Là gã này đâu? Hội trưởng có các người đâu? Ông ta đâu rồi? Tôi không biết. Nói đi, ông tôi bẻ gãy tay. Cục di trú. Ở cục di trú. Ngoan lắm. Đã xảy ra chuyện gì? Là sư phụ. Diệp sư phụ, vừa nãy có gã ngoại quốc tới đây, gặp ai cũng đánh, như để trả thù. Anh Vấn, người của cục di trú sắp tới nơi rồi. Chúng đi rồi. Kiểm tra phía sau đi. Tìm kỹ vào, mọi người. Tìm manh mối xem chúng đi đâu. Là sĩ quan. Tôi đang tìm một người Trung Quốc tên Vạn Tông Hoa. Ông ta đâu? Anh tìm ông ta làm gì? Tôi là Barton Jadis, sĩ quan pháo binh, đội thủy quân lục chiến số 5, tiểu đoàn 2. Một người bạn của tôi bị tấn công ở phố người Hoa tối nay. Vạn Tông Hoa là hội trưởng Tổng hội Trung Hoa. Tôi muốn đưa hắn về doanh trại của mình tối nay. Hắn khiến tôi mất mặt. Đây là chuyện cá nhân. Nên anh hãy hợp tác với tôi. Không thì tôi không khách sáo đâu. Anh hiểu không? Đưa hắn ra đây đi. Không cần lo về hậu quả. Đi theo tôi. Ông chính thức bị giam giữ bởi Hải quân lục chiến Mỹ. Đừng để ông ta ở lại trong nước, được chứ? Huấn luyện viên karate của tôi đã bị đánh bại tối nay bởi võ công Trung Quốc. Ông đã đại diện cho võ công Trung Quốc, thì phải có trách nhiệm với việc này. Những người Trung Quốc này đều đã bị tôi đánh bại. Ông là người còn lại duy nhất. Tôi muốn đấu với ông. Bố ơi, cháu làm gì ở đây vậy? Ra ngoài. Chú là bố của bé kia phải không? Nghe này, tất cả là tại cháu. Không liên quan gì đến bố cháu. Cháu xin lỗi. Cháu xin chú. Hãy thả bố cháu ra. Xin chú. Nhã Nam, đứng dậy cho bố. Nhã Nam,
Đứng dậy. Đứng dậy. Ông cần phải quỳ trước những người ngoại quốc này. Con làm đúng. Khi không nhẫn nhịn được thì không cần chịu đựng nữa. Tôi đấu với cậu. Đi nào. Đừng mà, bố ơi. Tiểu Long. Sư phụ. Cẩn thận. Tổng hợp tất cả tân binh tập trung ở sân tập. Vâng, thưa trung sĩ. Đặc biệt là sĩ quan Hartman. Tập hợp. Xếp hàng mau. Máu lên. Ra ngoài mau. Tốt lắm. Nhanh lên nào. Mau lên. Đi nhanh lên. Nhanh nữa lên. Tay trái, gối trái, tay phải, gối phải. Vâng, thưa sếp. Ngồi xuống. Nhanh lên. Tôi là người công bằng. Sĩ quan Hartman đã mong muốn đưa võ Trung Quốc vào chương trình huấn luyện của ta. Thì tôi cũng vui lòng hy sinh thời gian nghỉ để cho đại diện của võ Trung Quốc một cơ hội chứng minh rằng võ Trung Quốc thật sự có ích trong thực chiến. Phải sư phụ, ông không cần chấp nhận lời thách đấu của anh ta. Ta phải chấp nhận. Nếu còn nhường cậu ta thì không phải là người Trung Quốc nữa. Không luật lệ gì cả. Đánh cuộc thì thôi. Quay lại tất cả cho tôi. Vâng, thưa sếp. Phạt sư phụ, đừng đánh nữa.
Tôi vừa mới nhận ra ông và con gái mình khi quỳ xuống trông giống hệt nhau. Đủ rồi. Bà sư phụ, tôi không đáng được vỗ tay hay sao? Những người da trắng này lúc nào cũng nhắm vào người Hoa chúng ta. Tối nay chạy đến tổng hội Trung Hoa gây rối. Chúng ta ngày càng ngang ngược. Đúng vậy đấy. Đây không phải lần đầu cục di chú vô duyên vô cớ tới gây phiền phức cho ta. Phải đấy. Ông nội tôi trước đây làm công nhân ở đây, giúp họ xây đường sắt, nối bờ Đông bờ Tây lại với nhau. Đây vốn là công lao của công nhân người Hoa. Nhưng mà chính phủ Mỹ lại không muốn thừa nhận công lao của công nhân người Hoa chúng ta, còn thường xuyên tìm đủ lý do đuổi chúng ta đi. Người da trắng tự cao tự đại, ở đây vốn dĩ không có công bằng. Tiểu Long, trước kia chúng tôi chuyện nhỏ vậy, tôi không để trong lòng đâu, yên tâm đi. Diệp sư phụ, lần này vô cùng cảm ơn anh. Đừng khách sáo, chúng ta đều là người Trung Quốc, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cũng luôn nói vậy, người Trung Quốc phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng chứ, đúng chứ. Đúng, đúng. La sư phụ nói đúng lắm, nói phải lắm. Alo, sư phụ, tại đêm hội trung thu hôm nay, các sư phụ của phố người Hoa có xung đột với người của quân đội. Vạn sư phụ bị trọng thương, đang nằm viện. Thằng nhóc này vẫn không chịu nghe điện. Alo, sếp bà. À, Chính đâu? Nó đang chơi với Mộc Nhân. Diệp sư phụ, cái điện thoại đắt lắm. Sếp bà. Tôi bị ung thư rồi. Đùa hay thật đấy. Thật ra tôi vội đi Mỹ vì tôi muốn xem nơi này có hợp với A Chính không. Anh bảo nó nghe điện đi. Cậu đợi nhé. Bố chắc tìm cháu. Ra nghe điện đi. Cháu không muốn nghe điện của bố. Cháu không nghe. Cháu nghe rõ cho bác. Bác chỉ nói một lần thôi. Bố cháu bị ung thư rồi. Ông ấy đi Mỹ để tìm trường cho cháu.
Bố. A Chính. Lần trước bố đánh con là bố đã sai. Bố xin lỗi. Bố biết con thích học võ. Sau khi bố về, bố sẽ dạy con. Bố ơi, khi nào bố về? Bố còn một việc cần xử lý. Đợi làm xong việc, bố sẽ về ngay. Chào con. Đưa ta đến doanh trại gặp cậu ta. Chú Diệp, chú đừng đi. Cháu không muốn chú cũng gặp chuyện. Chú là người tập võ. Gặp chuyện bất bình, chú nhất định sẽ đứng ra. Đây chính là tâm nguyện của người học võ như chú. Cho nên chú rất muốn làm việc này, giống như cháu rất thích nhảy vậy. Nếu có cậu may mắn tới được Mỹ, bước chân lên đất nước của chúng tôi, thì cần phải biết về văn hóa của chúng tôi. Hãy thấy thật vinh dự khi được ở đây, vô cùng vinh dự. Bởi vì nước Mỹ là nước vĩ đại nhất và mạnh nhất trên trái đất này, vùng đất của những điều ưu việt, và đó là sự thật, không thể chối cãi. Đã hiểu chưa? Vâng, thưa sếp. Nhưng tối qua, tôi phải làm một nhiệm vụ đáng tiếc nhưng cần thiết. Đó là chứng minh một chủng tộc kém hơn có thể và nên bị đánh bại như thế nào. Tôi chắc mọi người đều đồng ý. Kết quả thật rõ ràng. Nên đừng nghĩ gì về việc đưa văn hóa thấp kém của các cậu vào doanh trại của tôi nữa. Đã rõ chưa? Rõ chưa sếp? Đồ khốn phân biệt chủng tộc. Hãy nhìn quanh đi. Chúng tôi đều là văn hóa. Sự ưu việt của anh chỉ là thù hằn và định kiến. Đây là sư phụ Diệp Vấn. Ông ấy đánh bại Colin tối qua. Và ông ấy ở đây để dạy cho anh một bài học. Không luật lệ gì cả. Đánh gục thì thôi.
Như thế này thôi à? Trình độ thế thôi à? Đã thấy chưa? Ông cũng chỉ là một thằng mọi da vàng thôi. Đứng lên. Đánh đi. Thế mới phải. Để chụp CT phòng y tế. Johnson, Harris, nhanh lên. Diệp sư phụ, bức thư này hơi muộn màng. Xin lỗi vì để anh đợi lâu. Tôi rất cảm kích. Phải rồi, anh và con trai định khi nào qua đây? Thật ra, Trăng ở nước ngoài cũng không phải tròn lắm. Chú Diệp ơi, thuốc chú nhờ cháu mua hộ đủ cả đây rồi. Quyền bởi TV2.org. Cháu còn mua kẹo và sô-cô-la. Sô-cô-la này cháu thích ăn nhất. Còn chú chắc chắn sẽ rất thích. Cảm ơn cháu, có lòng đấy. Bố ạ. Con đã suy nghĩ kỹ. Con thật sự không muốn đi Mỹ. Con rất thích võ thuật. Bố, dạy con nhé. Được.
Làm người quan trọng nhất là có tự tin, thì đi đâu cũng được. À Chính, để bố tập một lần cho con xem. Con quay phim lại. Ngày 2 tháng 12 năm 1972, Nhất Đại Tông Sư Diệp Vấn từ trần vì ung thư họng, hưởng thọ 79 tuổi. Quân đội Mỹ từ năm 1970 đã mời các sư phụ ở phố Người Hoa làm khách mời truyền dạy võ công Trung Quốc. Năm 2001, Hải quân lục chiến chính thức đưa võ công Trung Quốc vào chương trình luyện tập.